Phương xin kính chào quý vị. Hôm nay Chủ nhật ngày 28 tháng 7 2019. Đến với VTV sáng nay, Bích Phương kính mời quý vị theo dõi phỏng vấn đặc biệt học giả Đỗ Thông Minh do Thanh Trúc thực hiện. Thanh Trúc xin kính chào và đây là chương trình Chào Washington DC và mời quý vị trở lại cùng với chúng tôi và cùng với học giả Đỗ Thông Minh. Thưa quý vị cũng thấy rằng là anh Đỗ Thông Minh là thường là người thường xuyên theo dõi về những cái tình hình thời sự chính trị ở trong nước để mà có, vì anh là nhà báo nữa, để mà trình bày với quý vị. Thì bây giờ đó, như là anh có nói chuyện, có trao đổi với Thanh Trúc trước đó là anh cũng tự tìm hiểu và có đặt câu hỏi là Việt Nam sẽ sắp sửa tới đây này, sắp như thế nào, đi về đâu trong lúc mà Nguyễn Phú Trọng vẫn còn nắm giữ rất là nhiều quyền lực và cứ muốn đốt bỏ củi, củi tươi, củi khô gì cũng bỏ vào lò hết bằng những cái vụ gọi là ông ta nói rằng là đi chống tham nhũng. Thì dạ thưa, thì là Việt Nam bây giờ với Nguyễn Phú Trọng và hậu Nguyễn Phú Trọng là như thế nào? Dạ. Thưa vâng, anh Đỗ Thông Minh. Trước khi nói Việt Nam Nguyễn Phú Trọng bây giờ thì chúng ta nói trước đó. Thì chúng ta thấy là Nguyễn Phú Trọng đã lên làm Tổng Bí thư, bây đây là nhiệm kỳ 2. Dạ. Nhưng mà thực sự có lẽ là từ nhiệm kỳ 2 trở đi thì Nguyễn Phú Trọng có vẻ có uy quyền nhiều. Chứ còn trước đó là gần 10 năm mà coi như là Nguyễn Tấn Dũng làm, thì chúng ta thấy là bên nhà nước lấn át Nguyễn Phú Trọng. Thế thì trong cái năm 2012 kết thúc Trung ương 6, thì trong đó họ có cái vấn đề là cả cái Bộ Chính trị tức là tự kiểm điểm và 100% nhận kỷ luật, xin kỷ luật, nhưng cuối cùng ra Trung ương thì lại không được chấp thuận. Và khi đó thì Nguyễn Phú Trọng có nói rằng là sở dĩ Trung ương không chấp thuận là bởi vì sợ cái gì ạ? Sợ thế lực thù địch lợi dụng. Thực ra thì trong cái kiểm thảo như vậy thì gần như là Ủy viên Bộ Chính trị lúc đó 15 người ai cũng có lỗi hết mà xin nhận lỗi, nhưng mà có lẽ nặng nhất là Nguyễn Tấn Dũng, tức là đồng chí X. Thế nhưng mà rồi khi đó phe của đồng chí X quá mạnh, nguyên tắc của Đảng Cộng sản rất là quyết định quan trọng về kỷ luật là Bộ Chính trị, nhưng mà kỷ luật thế nào thì lại phải ra Trung ương để bàn, thành ra Trung ương lại không chấp nhận. Đó, nó lại có lần đầu tiên là Bộ Chính trị với Trung ương bất đồng, nhưng mà mục đích là cái phe lợi ích bảo vệ Nguyễn Tấn Dũng. Và sau đó thì Nguyễn Phú Trọng có một thời gian dài để tìm cách lật Nguyễn Tấn Dũng một cách êm thấm. Thì như quý vị thấy là năm 2016 đó, thì khi mà Đại hội 12 Đảng đó, thì Nguyễn Tấn Dũng là trong 9 ngày gần như không có một tiếng nói nào hết. Nguyễn Tấn Dũng chỉ chủ trì duy nhất một cái buổi họp nội bộ thế thôi mà không có tiếng nói. Bên cạnh Nguyễn Tấn Dũng thì chúng ta thấy có Phùng Quang Thanh và Lê Thanh Hải cũng bị rớt đài. Yeah. Mà nhất là Phùng Quang Thanh, một bình sinh là một đại tướng, bộ trưởng Bộ Quốc phòng mà không có một tí tiếng nói nào. Mà tất cả hai ông này giống nhau ở điểm là gì? Tham nhũng, phe nhóm lợi ích. Yeah. Thế thì bây giờ chúng tôi xin thưa là như vậy, từ đó Nguyễn Phú Trọng ngoi lên, nhưng mà Nguyễn Phú Trọng là một nhân vật có vấn đề ở chỗ rằng là chúng ta không có phải là nhìn Nguyễn Phú Trọng mà chúng ta nói, mà chính người Cộng sản nói với nhau Nguyễn Phú Trọng là trọng lũ. Yeah. Lũ lẫn đấy. Một cái ví dụ cụ thể thưa quý vị, sau khi Nguyễn Phú Trọng là nắm được quyền rồi đó, thì có cái chuyện là trong Đảng coi như là đề cử Nguyễn Phú Trọng làm chủ tịch nước. Yeah. Và 100%, chuyện cũng khá lạ, xưa giờ 97, 98, 99 là đã lạ rồi, bây giờ 100% cử. Thế thì Nguyễn Phú Trọng khi mà được cử làm chủ tịch nước thay thế ông Trần Đại Quang rồi, thì ông có ra ông phân trần với lại cử tri. Đây không phải là kiêm, đây là một người hai chức vụ, tại sao mà lại phải lòng vòng như vậy? Một cái từ kiêm rất là đơn giản mà họ không dám dùng. Thì thưa với chị Thanh Túc và quý khán thính giả là năm 2015, Nguyễn Phú Trọng đã nói một câu đó, ông là bí thư mà lại kiêm chủ tịch thì ông to quá, ai kiểm soát được ông? Câu đó bây giờ nó vận vào chính Nguyễn Phú Trọng. Yeah. Khi đó ông dùng cái chữ kiêm cho nên bây giờ ông sợ cái chữ kiêm. Đó, thế nó lũ là như vậy. Nhưng mà cái thực tế vấn đề là như thế này, Nguyễn Phú Trọng đã vượt quá cái tuổi quy định của Đảng Cộng sản là 65 tuổi 2 lần. Yeah. Tại sao họ có cái quy định như vậy? Bên Tàu, bên Việt Nam cũng vậy, Hồ Chí Minh, Lê Duẩn làm tới chết. Thì thưa quý vị, con người ta cái sức nó có giới hạn thôi, sức khỏe nó lên rồi tới lúc nó xuống như vậy. Chẳng lẽ giống như Hồ Chí Minh hoặc là Lê Duẩn nằm trên giường bệnh rồi mà có chuyện gì lại phải vào xin chỉ thị? Thành ra con người nó không còn sáng suốt nữa mà cả đất nước phải đi theo một cái người nằm trên giường bệnh như vậy. Thành ra cuối cùng họ đã có, ở Tàu cũng như Việt Nam, nó có một cái quy định là những cái chức vụ lãnh đạo cao cấp chỉ làm 2 nhiệm kỳ thôi, và quy định luôn cái tuổi như Việt Nam là 65 tuổi không có ra ứng cử nữa. Nhưng bây giờ lại trường hợp đặc biệt đấy, đã quy định rồi lại đặc biệt, cho nên Nguyễn Phú Trọng đã 2 lần vượt cái mức 65. Thành ra thưa quý vị là cái trở ngại lớn nhất cho Nguyễn Phú Trọng chính là cái tuổi tác. Thành ra bây giờ giả thiết thôi, bình thường bây giờ đã 3 năm rồi, Nguyễn Phú Trọng còn 2 năm nữa tại vị, thì sau Nguyễn Phú Trọng là chuyện gì? Chưa kể là có thể bị lật giữa chừng hay không mình không biết,
Nhưng mà nếu hết 2 năm nữa mà Nguyễn Phú Trọng xuống thì quý vị đã thấy Nguyễn Phú Trọng đang thu gom tất cả quyền lực trong tay. Bây giờ một cái cột chính mà đeo bao nhiêu cái dây như vậy đổ một cái xuống thì bây giờ chuyện gì sẽ xảy ra, nó tạo một cái khoảng trống chính trị rất là lớn và những cái phe nhóm xung quanh anh nào cũng muốn nhảy vào cái vị trí đó, tức là nó sẽ có một cái sự tranh quyền. Nhưng mà bên cạnh đó nó còn một vấn đề lớn nữa, tức là cái phe Nguyễn Phú Trọng xưa giờ dập cái phe Nguyễn Tấn Dũng đó và Phùng Quang Thanh, Lê Thành Hải vân vân, thì cái phe này nó đâu có chết hết đâu, nó giống như cải cách ruộng đất, khi mà tình hình mới đó, cái phe này sẽ quật trở lại, thành ra nó có vấn đề trả thù trong đó nữa, tức là hai vấn đề tranh quyền đó và thứ hai là trả thù. Thành ra chúng tôi thấy đó là cái mà con người bình thường, không cứ gì cộng sản, ở đâu xã hội chính trị con người nó cũng đều như vậy hết. Thành ra chúng tôi nghĩ là cái chế độ cộng sản Việt Nam cũng không có thể tránh được hai cái chuyện này. Thành ra hậu Nguyễn Phú Trọng nó sẽ là một sự rối bù, nếu mà theo cái nhìn của cá nhân chúng tôi thì nó như vậy. Dạ vâng. Thành ra ở trong nước bây giờ họ lại kháo nhau, họ bảo là cái phe Nguyễn Phú Trọng là đang bắt những con sâu, đang bắt những con sâu đó, nhưng mà còn con sâu chúa. À vâng, từ xưa tới giờ người ta cứ nói cộng sản là nó đánh tới thắt lưng thôi. Dạ. Bây giờ cho là Nguyễn Phú Trọng là mạnh dạn hơn nữa, đánh tới ngực tới cổ, nhưng mà những cái đầu não như chúng tôi vừa mới trình bày một số nhân vật như vậy vẫn chưa đụng tới đó, nhưng mà có thể là họ tìm cách họ bao vây thôi. Nhưng mà nếu bây giờ Nguyễn Phú Trọng xuống mà những cái người này mà nó có cái cơ hội nó quật lại thì chắc chắn cái sự trả thù nội bộ cũng rất là ghê gớm, bởi vì một người đường đường như Nguyễn Tấn Dũng gần 10 năm làm phó thủ tướng, gần 10 năm làm thủ tướng, thế mà bây giờ không kèn không chống, 3 năm nay là im không há được một tí. Quý vị thấy trong một cái quốc tang mới đây đó, hai ông đi nhìn là Nguyễn Tấn Dũng nhìn bằng con mắt căm hờn nảy lửa, đúng không? Khi mà mẹ Nguyễn Tấn Dũng chết, quý vị thấy không, thông tin rất là ít. Dạ, vâng. Hầu như không ai nhắc tới, đến khi dư luận người ta mới ào ào ta lên tiếng, trời ơi, một người thủ tướng mà mẹ mất mà thôi sao báo chí rùng luôn, im lên hết. Cuối cùng nó mới đưa ra một số, à không, cũng có nhiều người tới lắm, cả trăm vòng hoa, mà tại sao lúc lâm tang không có đăng một tí tin tức gì hết. Thành ra đó là cái chuyện mà phe nhóm nó chơi nhau là như vậy nhỉ. Dạ vâng, kính thưa quý vị, cũng như là chắc anh Đỗ Thông Minh cũng để ý là cái mà phe nhóm nó mà nó sát phạt, nó diệt trừ lẫn nhau đó thì mới nhất là cái vụ mà gọi là cái vụ mà PVN, tức là Tổng Công ty Dầu khí đó, và Tổng Công ty Khai thác Dầu tí, tức là trong nước nó kêu là PEVP đó. Thưa quý vị, thì làm nó khui ra, nó bảo là tại sao mà đi đầu tư Venezuela, một cái đất nước như vậy mà bây giờ coi như có thể là mất trắng, lỗ mà mất trắng. Đó là chưa kể tới là bên Iraq, Lào, bên này kia. Đó, thành ra chúng ta sẽ theo dõi và thấy rằng là nói là trọng lú chứ thực sự ra tất cả những cái lãnh đạo đó nó lú hết, cho nên nó mới đưa ra những nó mới có những cái để mà cho mình để ý và mình thấy nó lụng bại một cái đất nước như vậy. Dạ. Ở đất nước Việt Nam tôi có đi nó khắp nơi tôi nói chuyện, sau lưng những cái đó là gì? Tiền, không có gì đúng khác. Là tiền, nó bày dạ. chuyện ra để nó rút tiền thôi. Quá nhiều tiền nó ăn, nó bỏ túi, quá nhiều, kinh khủng lắm. Dạ. Thanh Trúc xin trở lại với quý vị trong chương trình tới ạ. Dạ, xin cảm ơn anh Đỗ Thông Minh. Kính chúc quý vị, chương trình VTV đến đây xin tạm ngưng. Chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông báo và quảng cáo.